Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin thưa, nó không vô ích bởi vì Chúa chúng ta đã sống lại và Ngài không chết nữa. Tất cả những ai được sống lại trong Chúa thì những công việc của người đó còn lại đời đời. Một cốc nước lạnh anh chị em làm cho hội thánh của Ngài cũng không bao giờ mất phần thưởng của mình. Tất cả những điều chúng ta ngày hôm nay được làm trong danh Chúa, những công việc đó sẽ còn lại đời đời. Công việc đó không mất đi như những người ở ngoài thế gian kia, không phải là rơm rạ cỏ rác nữa, mà đó là vàng bạc bổ thạch để xây dựng lên cõi đời đời mà chúng ta đang hướng tới. Cho nên một lần nữa tôi khuyên lời anh chị em, hãy sống sạch, hãy vững vàng, đừng rung động. Hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, vì công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Amen. Cảm ơn Chúa. Thật ra tôi chuẩn bị một sứ điệp cho anh chị em ngày hôm nay, đó là thiên đàng và địa ngục. Nhưng mà giờ phút cuối thì tôi lại chia sẻ một sứ điệp khác, để dành sứ điệp thiên đàng địa ngục tuần sau nữa. Amen. Cho nên câu kinh thánh thuộc lòng cũng không vô ích đâu, cứ học thuộc đi. Đó là thiên đàng mà chúng ta sẽ sống đây. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói với anh chị em một khía cạnh khác về đời sống đức tin của chúng ta. Làm sao để đời sống đức tin của chúng ta trở nên vững vàng? Làm sao để chúng ta sống ở đời này không những chúng ta đắc thắng rồi mà chúng ta còn có thể giúp đỡ được nhiều người? Làm sao để chúng ta có một đời sống thuộc linh an toàn, không phải là nay sập hố này mai sập hố khác, mà chúng ta phải đi từ đắc thắng này đến đắc thắng khác? Đó là điều mà Chúa Giêsu mong đợi, đó là điều mà Đức Chúa Trời Cha yêu thương của chúng ta đang muốn nhìn thấy con cái của Ngài. Cho nên chủ đề sứ điệp ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh chị em, đó là thẩm quyền và năng lực. Thẩm quyền và năng lực, đây là một chủ đề hết sức là quan trọng, và khi chúng ta hiểu được nó, lãnh hội được nó, tôi tin chắc chắn một điều rằng đời sống chúng ta sẽ không như cũ nữa. Không như cũ nữa. Thẩm quyền và năng lực là điều được đặt ở trong vũ trụ này. Và câu kinh thánh cực kỳ hấp dẫn, khó hiểu, rất là hay, nói về lĩnh vực thẩm quyền và năng lực. Anh chị em biết nó ở câu nào không ạ? Tôi sẽ nói cho anh chị em nghe, và có thể là câu kinh thánh này khiến anh chị em suy nghĩ từ nay đến mai đến cuối tháng luôn cũng chưa hiểu tại sao. Tôi cũng chưa hiểu tại sao, nhưng mà tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe câu kinh thánh này ở trong Thi Thiên 62 và câu số 11. Anh chị em dở ra sẽ thấy đây là câu kinh thánh rất hay, nhưng mà không phải dễ dàng gì để hiểu nó. Và Thi Thiên 62 câu số 11 nói về chủ đề thẩm quyền và năng lực. Anh em đọc nó sẽ thấy thế nào ạ? Ai dở ra đọc chưa? Cái hiểu không? Tôi suy ngẫm mãi cũng chẳng hiểu gì kìa. Tôi đọc cho cả hội thánh nghe nha. Thi Thiên 62 câu số 11. Đây. Đức Chúa Trời có phán một lần, tôi có nghe sự này hai lần, rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Anh em hiểu không? Tôi không hiểu. Chúa phán một lần nhưng mà ông David ông nghe hai lần, rằng sự quyền năng thuộc về Chúa. Sự quyền năng thuộc về Chúa. Sao mà phán một lần mà nghe hai lần? Đúng không? Cho nên cái đấy cũng để cho anh chị em suy nghĩ về, hỏi Chúa Thánh Linh sẽ tỏ cho anh. Ai được Chúa tỏ nói cho tôi biết với. Amen. Cái này rất hay, phải không ạ? Tức là Chúa, lời Chúa khẳng định là Chúa có phán, Chúa có phán một lần thôi, rằng là quyền năng thuộc về Chúa, không thuộc về bất cứ một ai hết. Và David nghe hai lần là sự quyền năng thuộc về Ngài. Cho nên khi chúng ta đọc câu kinh thánh này, chúng ta không khỏi suy nghĩ, thế thì quỷ Sa-tan nó lấy quyền năng ở đâu? Nó có quyền năng chứ. Một vài con người cũng có quyền năng chứ. Khi chúng ta nói đến chữ quyền năng
là chúng ta nói đến khả năng hay năng lực để làm một cái gì đó. Ví dụ như tôi nhấc cái này lên, tôi có thể nói rằng tôi đang có năng lực để nhấc 10 ký này lên. Đó là năng lực của con người, đúng không ạ? Hoặc là một bác sĩ có khả năng chữa bệnh cho người khác, bác sĩ ấy có năng lực để chữa bệnh mà người khác không làm được, có chứ. Satan nó cũng có thể làm phép lạ đó. Anh chị em đọc câu chuyện 10 phép lạ ở trong xứ Ai Cập, ở trong Sáng Thế Ký, anh chị em sẽ thấy các thuật sĩ dùng tà thuật có thể làm phép lạ, có năng lực. Nhưng câu Kinh Thánh anh chị em vừa đọc thì Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời phán một lần và ông David nghe hai lần rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài là duy nhất, Ngài là đấng duy nhất có quyền năng. Cho nên chúng ta suy ngẫm về điều này. Ngài là nguồn và mọi tạo vật của Ngài không phải là nguồn. Đức Chúa Trời là nguồn của mọi thẩm quyền và năng lực, mọi tạo vật của Ngài không phải là nguồn. Chúng ta cần nhận lãnh, chúng ta cần được ủy quyền, chúng ta cần được ban cho để làm mọi điều trên đời này dựa theo thẩm quyền và năng lực của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ sống với một thái độ khiêm nhường, chúng ta sẽ sống với một thái độ cần đến Đức Chúa Trời để làm điều này, để làm điều kia. Khi chúng ta hiểu được sâu sắc thẩm quyền và năng lực thì chúng ta sẽ luôn luôn tính đến Đức Chúa Trời trong mọi công tác của mình, bởi vì chúng ta hiểu rằng nguồn của mọi năng lực là Ngài, không phải chúng ta. Giống như Giăng Báp-tít nói đó, nếu chẳng phải từ trời ban cho thì không ai nhận lãnh bất cứ một điều gì. Anh em thấy không ạ? Cho nên giàu có cũng đến từ Chúa. Tất cả những sự hạnh phúc, bình an, vui mừng, chữa lành hay là bất cứ điều gì tốt đẹp mà mình nhận lãnh ngày hôm nay, thưa anh chị em, mình phải hiểu rằng nguồn đó đến từ Đức Chúa Trời. Và để bắt đầu cho sứ điệp ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đọc đoạn Kinh Thánh ở trong Luca chương 9 từ câu 1 đến câu số 3, và chúng ta cũng bắt đầu phân tích một số điểm nói về cái vấn đề chủ đề là thẩm quyền và năng lực. Chúng ta sẽ bắt đầu đó nha. Tôi xin khởi sự đọc lời Chúa và anh chị em hãy chú ý lắng nghe. Luca chương 9 từ câu 1. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh. Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời, cùng chữa lành kẻ có bệnh. Ngài dạy rằng đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc, cũng đừng đem hài áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở nhà đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi chân mình để làm chứng cùng họ. Vậy các sứ đồ ra đi từ làng này đến làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Amen. Anh em hãy chú ý đọc Kinh Thánh này. Đây là lúc mà Chúa Giêsu bắt đầu để cho 12 sứ đồ của Ngài thực hành thẩm quyền và năng lực. Khi chúng ta đọc câu Kinh Thánh là ban cho quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh, thì chúng ta hiểu rằng ở đây có hai tầng rõ ràng, thẩm quyền và năng lực, mà trong đây ghi gọn lại là quyền năng phép tắc. Cho nên khi mình đọc Kinh Thánh đó, mình tra thêm nhiều bản dịch khác để mình hiểu đó. Ở đây Chúa Giêsu ban cho hai thứ, mang cho các môn đệ sứ đồ của Ngài hai thứ, đó là thẩm quyền và năng lực để làm gì? Trị quỷ và chữa bệnh. Ngài sai họ đi. Chúa Giêsu không bao giờ sai ai mà lại không ban cho thẩm quyền và năng lực. Chúa luôn luôn ban cho thẩm quyền và năng lực để chứng tỏ rằng người này được Đức Chúa Trời sai phải.
nếu chúng ta thật sự được Đức Chúa Trời sai phái thì chắc chắn chúng ta nhận lãnh thẩm quyền và năng lực từ Chúa để làm gì? Trị quỷ và chữa bệnh. Bây giờ chúng ta hãy định nghĩa thế nào là thẩm quyền và thế nào là năng lực. Năng lực thì tôi nói rồi, đó là khả năng để làm một điều gì đó. Còn thẩm quyền là gì chứ? Thẩm quyền là gì? Thẩm quyền là nói về những cái quy tắc, những sự điều khiển. Khi chúng ta nói đến thẩm quyền là chúng ta nói đến khả năng kiểm soát tình hình ở bên trong và bên ngoài. Đó gọi là thẩm quyền. Năng lực là khả năng để làm gì đó, còn thẩm quyền là để khả năng điều hành, kiểm soát, để cho mọi tình huống không vượt quá cái sự cai trị, thống trị của mình. Đó gọi là thẩm quyền. Ví dụ như nước Mỹ, đúng không? Nếu như nước Mỹ muốn cấm vận nước nào thì chỉ cần ra một sắc lệnh, ta bắt đầu cấm vận nước đó. Chỉ ngồi ở nhà, Nhà Trắng ra lệnh thôi, không cần phải làm gì, không cần tàu ngầm, không cần súng ống, không cần nổ một tiếng đạn nào, các bạn nha. Nhưng khi lệnh được ban hành thì tất cả các đất nước trên thế giới không dám làm ăn với nước Mỹ cộng hòa nữa, không nha. Chúng ta có thể hiểu đó là thẩm quyền, không làm gì, nhưng chỉ cần nói một lời là mọi sự đều được thực thi. Và 12 sứ đồ của Chúa được ban cho khả năng đó, ban cho khả năng để lời nói, hành vi, suy nghĩ của họ có thể kiểm soát mọi hoàn cảnh xung quanh. Đang nói về thế giới thuộc linh, để các quỷ phải phục tùng. Ma quỷ không bao giờ dám lộng quyền khi nghe những mệnh lệnh từ miệng của các sứ đồ nói ra. Và đồng thời Chúa Giêsu cũng ban cho họ không phải chỉ cái thẩm quyền không, mà còn cả năng lực để cột trói, xua đuổi và khiến cho các quỷ phải tuân thủ. Ở đây chúng ta có thể học được một điều là gì nhé? Thẩm quyền và năng lực là hai thứ đi đôi với nhau. Nó giống như lửa với khói vậy. Không thể nào có lửa mà không có khói. Lửa với khói phải đi đôi với nhau. Thẩm quyền và năng lực như tay phải với tay trái vậy, luôn luôn có mặt với nhau để làm thành cái mục đích mà chủ nhân sai bảo. Cho nên nếu chúng ta nói rằng có thẩm quyền mà lại không có năng lực thì thẩm quyền đó là thẩm quyền vô nghĩa, thẩm quyền không có thực chất, thẩm quyền không có thực tế, thẩm quyền này không gây được bất cứ một sự biến đổi nào. Ngày xưa đó, khi anh em đọc lịch sử, anh em sẽ thấy có những ông vua gọi là vua Bù Nhìn, đúng không? Bù Nhìn, Bù Nhìn có nghĩa là các cái tước hiệu vậy thôi, chứ còn thật ra mệnh lệnh của ông không ai thực hành. Thì chúng ta có thể hiểu nôm na đó là những thẩm quyền mà không có năng lực đi kèm. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta khác. Ngài ban cho 12 sứ đồ thẩm quyền và năng lực để trị quỷ chữa bệnh. Đây là thẩm quyền và năng lực trong thế giới thuộc linh. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu cái thẩm quyền và năng lực của mình ở đâu, thực sự là nó ở đâu. Khi chúng ta hiểu được rằng mình có nó thì chúng ta mới sử dụng nó. Còn nếu chúng ta chưa hiểu rằng mình được ban cho thẩm quyền và năng lực thì mình chưa thể sử dụng nó. Tôi nói với tất cả anh chị em ngồi đây là những người tin danh của Chúa Giêsu, những người tin cậy Chúa Giêsu, những người tin vào Đức Chúa Trời, mà anh chị em có thẩm quyền và năng lực. Amen. Nhưng mình hôm nay phải biết nó ở đâu nha. Chúng ta hãy đọc câu chuyện nổi tiếng ở trong Công vụ Sứ đồ chương 3. Đây là một câu chuyện được Kinh Thánh ghi lại, và câu chuyện này sẽ khiến cho chúng ta hiểu rõ cái thẩm quyền và năng lực của mình nằm ở đâu. Xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em mình ngày hôm nay hiểu thật rõ thẩm quyền và năng lực mình nằm ở đâu. Tôi xin đọc ha. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-rơ và dân cùng lên đền thờ. Vả có một người què từ lúc sanh ra
cứ hàng ngày người ta đem lại đặt tại cửa đền, gọi là cửa đền, đặt ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-rơ và dân vào thì xin hai người bố thí. Phi-rơ và dân ngó trong người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Câu 6, nhưng Phi-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho người. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng bờ. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng với hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Ok, câu kinh thánh nền tảng ở trong cái đoạn này là câu của Phi-rơ nói: ta chẳng có vàng bạc gì hết, song điều ta có thì ta cho người. Câu hỏi dành cho anh em mình hôm nay: Phi-rơ có cái gì? Đúng không? Vàng bạc ông có, rõ ràng ông chẳng có, đúng thiệt mà ông có thiệt. Nhưng ông nói điều ta có ta cho người. Anh em suy nghĩ đi, Phi-rơ có cái gì? Phi-rơ có thẩm quyền và năng lực. Một câu trả lời. Bây giờ nếu anh em đồng ý rằng Phi-rơ có thẩm quyền và năng lực, đúng không? Vậy thì người què này bước đi là bởi cái gì? Bởi danh Giê-xu. Như vậy người què bước đi có phải bởi thẩm quyền và năng lực của Phi-rơ có không? Có không? Phải không? Không đúng không? Ai trả lời có? Đúng rồi, nhân trả lời đó là bởi thẩm quyền và năng lực của Phi-rơ. Đúng không? À, chú vậy. Cho nên khi chúng ta đọc đoạn kinh thánh này, nếu chúng ta chỉ đọc đoạn kinh thánh này vừa rồi anh chị nghe đó, thì chúng ta lại tưởng rằng: ủa, Phi-rơ không có vàng các bạn, điều ta có ta cho ngươi. Và sau khi nói xong một lời thì ông này đứng dậy đi. Và chúng ta dễ lầm tưởng lắm nha. Dễ lầm tưởng rằng Phi-rơ đang lấy chính thẩm quyền và năng lực có bên trong mình để làm điều đó. Nhưng anh chị em hãy đọc tiếp sẽ thấy câu trả lời không phải vậy. Đúng không? Câu trả lời phải vậy nè. Anh em đọc tiếp nè. Câu thứ 12. Phi-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng: hỡi người Israel, sao ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay nhân đức của riêng mình mà khiến người này đi được vậy? Các bạn, như vậy thì cái người què này đi được không phải bởi quyền phép và nhân đức riêng của Phi-rơ. Không phải. Hoàn toàn không phải. Rõ ràng không phải. Nhưng cái sự kiện mà chúng ta cần phải chú ý là gì? Rõ ràng là người què này được đi lại sau một mệnh lệnh của Phi-rơ. Đúng là cái đó không bàn cãi đâu. Sau khi Phi-rơ nắm tay giở lên thì người này đi. Nhưng Phi-rơ khẳng định rằng điều đó xảy ra không phải bởi quyền phép và nhân đức của Phi-rơ. Khẳng định. Nhưng ông nói là bởi gì? Bởi gì nè? À, câu thứ 16 ha. Câu thứ 16 nè. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này và người mà các người thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi danh Ngài mà ra đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các người. Nhìn thấy chưa? Như vậy thì chúng ta có thể kết luận này: Phi-rơ không có vàng, không có bạc, nhưng Phi-rơ được ủy thác sử dụng danh Chúa Giê-xu. Đúng không? Phi-rơ được ủy thác, được Đức Chúa Giê-xu ủy thác sử dụng danh của Ngài để làm phép lạ, sử dụng danh của Ngài để làm những điều kỳ diệu, sử dụng danh của Ngài để khiến cho người què này bước đi. Nhưng kèm theo một điều kiện là đức tin. Kèm theo một điều kiện đó là đức tin. Đức tin đã khiến cho cái thẩm quyền và năng lực trong danh Chúa Giê-xu được thể hiện ra. Danh Chúa Giê-xu là danh cao hơn mọi danh. Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất quỳ xuống. Anh em xem những cái clip của TV Joshua, có một clip mà con quỷ nó hiện ra, nó nói cái danh này sắc bén, cái danh này sáng chói, cái danh này kinh khủng, danh này nó không được quyền nhắc đến.
danh Chúa Giêsu là danh cao hơn tất cả mọi danh trên trời, dưới đất, bên dưới đất. Khi kêu đến danh này là chúng ta đang phóng thích một mệnh lệnh để cõi vũ trụ này phải thực thi. Không phải năng lực mình thực thi, nhưng năng lực của đấng tạo hóa thực thi. Tôi lấy một ví dụ anh em dễ hiểu, biết liền. Anh em chạy xe ngoài đường vượt đèn đỏ, phải không ạ? Giả dụ xe thì em là xe tải 10 tấn này, đang chạy đùng đùng. Nhưng mà cảnh sát giao thông mặc đồ vàng đưa cái dùi cui lên, tiếp một cái anh chàng ngừng lại không? Chắc chắn nó phải ngừng lại. Anh chàng ngừng lại không phải bởi vì ông cảnh sát này mạnh hơn chiếc xe tải đó, nhưng bởi vì đằng sau lưng ông cảnh sát này có một thẩm quyền và năng lực. Anh chàng mà vượt qua là bị giam xe, tước bằng lái ở tù, có đúng chưa? Đó là vấn đề. Cho nên đọc qua câu chuyện này, tất cả anh em mình hiểu rằng mình được ban cho sử dụng danh Chúa Giêsu miễn phí trên tất cả mọi năng đề, tất cả mọi bệnh tật, tất cả mọi ma quỷ, tất cả mọi ác bức, tất cả mọi điều giới hạn thất bại nào trong đời sống mình. Anh chàng kêu danh của Chúa Giêsu bởi đức tin, việc phải xảy ra. Tôi muốn khích lại tất cả mọi thánh điều đó, hãy sử dụng danh của Ngài. Một lần tôi đã nhắc anh chị em rồi, cái cách mà để chúng ta chiến thắng năng đẹp, cái cách mà để chúng ta có thể trục xuất tất cả những điều xấu xa trong cuộc đời của mình là đừng có ra lệnh không không, mà phải ra lệnh trong danh của Chúa Giêsu. Giống như cái người này nói, nhân danh Giêsu Nazareth đó, những điều ta có ta sẽ cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu ở Nazareth hãy bước đi. Đừng có nói hãy bước đi, mà hãy nói rằng nhân danh Giêsu Nazareth hãy bước đi. Chính câu này làm nên phép lạ, chính cái danh của Chúa Giêsu làm nên phép lạ, chính sự ý quyền của Chúa khiến cho chúng ta có thể sử dụng danh Ngài một cách hợp pháp. Anh chị em nhớ lại câu kinh thánh trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 đúng không? Câu đó quá quen thuộc. Chúa Giêsu nói sao? Hết thảy quyền phát trên trời dưới đất đã giao cho ta, hãy đi biến muôn dân trở thành môn đệ của ta. Hãy đọc kỹ câu này, Chúa Giêsu nói rằng hết thảy quyền phát trên trời dưới đất đã giao cho ai? Giao cho Chúa Giêsu, không phải giao cho chúng ta, giao cho Chúa Giêsu. Nghĩa là trong danh Ngài có quyền phép trên trời và dưới đất, có tất cả mọi thẩm quyền và năng lực trong danh Ngài. Rồi bây giờ Chúa Giêsu sai chúng ta đi, có phải không? Hãy đi dạy dỗ muôn dân, có nghĩa là hãy đi biến mọi người trở thành môn đệ của Chúa. Thế nào là biến thành môn đệ của Chúa? Là hãy rao cho họ biết về Chúa Giêsu, hãy giảng lời Ngài cho họ để họ tin, và rồi hãy khiến cho những người đó vâng thuộc và sống đời sống đầu phục lời của Chúa. Đó là môn đệ. Tại sao mình làm được điều đó? Bởi vì Chúa sai mình đi. Chúa sai mình đi có nghĩa là Chúa ban cho mình năng lực và thẩm quyền. Cho nên sống trong cuộc sống này ngày hôm nay, anh chị em muốn an toàn, anh chị em muốn đời sống mình không bệnh tật, không bị ma quỷ ức hiếp, không thất bại, không bế tắc, anh chị em hãy năng sử dụng danh Chúa Giêsu. Đừng sợ, đừng bối rối, đừng lo lắng, đừng cảm thấy cuộc đời mình yếu đuối, nhưng hãy cảm thấy cuộc đời mình mạnh mẽ bởi vì có danh Chúa Giêsu. Luôn luôn mình ghi nhớ trong tâm lòng mình không phải là một tàu phòng yếu đuối nữa. Mình đã từng yếu đuối nhưng bây giờ trở nên vô cùng mạnh mẽ bởi vì có danh của Chúa Giêsu được ban cho chúng ta sử dụng một cách hợp pháp. Cái đó anh em nên ghi nhớ anh em. Tôi thấy điều đó biến đổi cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta thật sự thấu hiểu điều này, chúng ta đừng thay đổi. Satan không dò dám anh em nữa. Bệnh tật không còn khiến anh em mất ngủ nữa. Nang đề thiếu thốn không còn anh em phải lo âu sầu não nữa. Nhưng anh em cười mà đó. Cười bởi vì sao ạ? Được rồi, khó khăn đến, nang đề đến, bệnh tật đến,
để ta một lần nữa lại thấy cái sự linh ứng của danh Chúa Giêsu. Ta lại thấy phép lạ xảy ra tiếp. Ta lại thấy ta được chữa lành tiếp. Ta lại thấy ma quỷ bỏ chạy khỏi cuộc đời ta tiếp. Ta lại thấy nan đề thất bại giới hạn lại phải bị xuyên phục dưới danh của Chúa Giêsu một lần nữa. Amen chứ? Amen. Đó là cách để cho chúng ta tôn vinh Chúa. Anh em muốn sống một đời sống tôn vinh Chúa phải không? Chắc chắn rồi. Tôi đọc anh Giang nghe một cái bí quyết ở trong sách Thi Thiên. Thi Thiên 21 nha. Thi Thiên 21 câu số 13 à, đây là kinh nghiệm của David à, kinh nghiệm của David. Thi Thiên 21 câu số 13 à, chúng ta ai mà chẳng muốn ngợi khen Chúa? Chắc chắn rồi. Nhưng mà hãy xem này. Kinh Thánh nói những điều mà chúng ta không ngờ đâu. À, tao đọc cho anh nghe nha. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài, thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài. Anh em thấy chưa? Chúng ta ca hát ngợi khen là ngợi khen cái gì? Chúng ta ngợi khen quyền năng của Chúa. Cho nên nếu đời sống chúng ta liên tục xảy ra những phép lạ, đời sống chúng ta liên tục xảy ra những sự chiến thắng, chúng ta vỗ tay khen ngợi, thì đó là anh chị em đang khen ngợi Chúa đấy. Ma quỷ là kẻ kiêu ngạo, nó không bao giờ muốn thấy một cái việc quyền năng giải cứu chữa lành nào trong đời sống của chị, không muốn thấy. Cho nên nó lừa dối chúng ta, nó đánh lừa chúng ta, nó nói rằng chúng ta là người yếu đuối, chúng ta là người thất bại, chúng ta là người kém năng lực, chúng ta là người không thể làm gì được đối với năng đời này, nó lừa chúng ta. Nhưng anh chị em ơi, đừng tin nó, hãy tin lời. Cho nên Chúa được tôn cao ở đâu? Chúa được tôn cao trong năng lực của Ngài. Chúa được ngợi khen ở đâu? Chúa được ngợi khen khi việc quyền năng của Ngài được lan ra. Cho nên tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao ngày hôm nay nhiều hội thánh không để ý đến điều này. Nhiều hội thánh nhóm lại nhưng không để cho những việc quyền năng, năng lực, các thẩm quyền của Chúa được xảy ra. Rồi chúng ta ngợi khen Ngài, không biết ngợi khen cái gì? Đúng, ngợi khen cái gì? Cảm tạ Chúa phải có lý do, ngợi khen Chúa cũng phải có lý do, đúng không? Khi một con quỷ được xuất ra bỏ đi, chúng ta vỗ tay, đó là chúng ta ngợi khen Chúa thật sự đấy. Khi một bệnh tật được chữa lành, chúng ta nhảy múa vỗ tay, đó là chúng ta ngợi khen Chúa thật sự đấy. Còn nếu không, chúng ta đang giả hình, đúng không? Ngợi khen Chúa không không, chẳng cái gì để ngợi khen. Cho nên Kinh Thánh chép rằng thì chúng tôi sẽ ca hát và khen ngợi quyền năng của Ngài. Cho nên thưa anh chị em, một đời sống hiệu quả là một đời sống làm nhân chứng cho Chúa Giêsu, không phải chỉ trong lời nói mà còn trong lối sống và năng lực. Đó. Lời nói không không thuyết phục được, phải có năng lực, phải có thẩm quyền. Nghĩa là chúng ta tin thế nào, chúng ta sống thế đó. Chúng ta tin thế nào, nó phải thể hiện trong đời sống của chúng ta thế đó. Đây là nhân, là người mà nhân chứng đúng đắn nhất, hiệu quả nhất ở trong danh của Chúa Giêsu. Cho nên chị em, quyền năng của Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ. Nhưng nếu như chúng ta không thể hiện nó trong đời sống của hội thánh, không thể hiện nó trong nếp sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta đang có một chức vụ trống rỗng. Chúng ta nói những lời nói trống rỗng. Mà Kinh Thánh chép á, vả nước Đức Chúa Trời không chỉ tại lời nói, nhưng tại năng lực, tại quyền năng, tại quyền phép, tại sức mạnh của sự. Cho nên tôi khích lệ tất cả anh chị em mình, hãy sống một đời sống thể hiện được thẩm quyền và năng lực trong danh của Chúa Giêsu đã được ủy thác cho chúng ta. Anh chị em có danh của Ngài, tất cả anh chị em mình ngồi đây đều có danh của Ngài. Nhưng bây giờ câu hỏi này, làm thế nào để danh của Chúa Giêsu được thực hiện công việc quyền năng một cách thực tế trong đời sống của mình? Phải không? Cái đó là cái mà chúng ta cần phải bàn buổi sáng hôm nay. Tại sao một người nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ thì quỷ nó ra, còn một người kêu danh Chúa Giêsu từ sáng đến chiều chẳng gì xảy ra? Đó là thực tế. Cho nên chúng ta cần phải biết quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua lời Ngài nhờ Đức Thánh Linh.
chúng ta tin Chúa, tin danh Ngài, chúng ta muốn thấy công việc quyền năng. Tôi xin nói với tất cả anh chị em mình, lời của Chúa không chưa đủ đâu. Để trở thành một mục sư, một truyền đạo, một tiên tri, một người giải cứu chữa lành, một người phục vụ Chúa, anh chị em hãy nghe tôi nói này, lời của Chúa không chưa đủ đâu. Chúng ta cần thêm một điều nữa, đó là Đức Thánh Linh. Và ngày hôm nay nhiều hội thánh thiếu ở chỗ này. Chúng ta học quá nhiều thần học, chúng ta học hết sách vở, nhưng mà quyền năng không có, không thấy thể hiện, là bởi vì nếp sống chúng ta thiếu Đức Thánh Linh, thiếu sự đầy dạy Đức Thánh Linh, khiến cho lời của Chúa trở nên vô nghĩa, khô cứng và không đáp ứng. Tôi lấy ví dụ cho anh em dễ hiểu. Mảnh đất đang khô hạn, một vùng đất nào đó đang khô hạn, thì không có nghĩa là ao hồ đã cạn hết, biển vẫn còn, ao hồ vẫn còn, sông suối vẫn còn, nhưng mảnh đất này vẫn đang khô hạn, nước vẫn có, nhưng mà đất này vẫn khô hạn. Vì sao? Thiếu mưa. Tại sao không mưa? Nước có mà không mưa được là bởi vì không có mây. Anh em thấy không? Muốn mưa xuống được là phải có hai điều kiện xảy ra: có nước và có mây. Mây đưa nước lên trên và mưa xuống, làm cho mảnh đất được tươi sớt và cây cỏ mọc lên. Đời sống tâm linh chúng ta cũng vậy anh chàng. Anh chàng muốn có quyền năng, muốn cái lời nói mình có thẩm quyền và năng lực, mình nói ra một lời sự việc phải thành, anh chàng phải hội đủ hai điều kiện: lời Ngài và Thánh Linh. Tôi có thể ví lời của Chúa như nước, nhưng mà Thánh Linh như mây. Nước bốc thành hơi, ngưng tụ thành mây mới mưa xuống được. Đời sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta có tràn ngập lời Ngài, nhưng mà thiếu đi sự đầy dạy Thánh Linh, thiếu đi cái sự vận hành trong Đức Thánh Linh, thiếu đi cái sự nhạy bén trong cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì phép lạ không xảy ra. Chúng ta nói từ sáng đến chiều chẳng cái gì xảy ra, chúng ta hô hào la hét từ sáng đến chiều chẳng cái gì xảy ra, nan đề vẫn còn nan đề. Giống như nãy anh vào anh nói, anh biết rằng Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta đời sống dư dật và sung mãn, nhưng 3 năm rồi chẳng thấy sung mãn dư dật đâu cả. Tại sao? Và hôm nay chúng ta phải hiểu tại sao. Tại vì đời sống chúng ta không thu hút được Đức Thánh Linh. Anh chị biết điều gì thu hút Thánh Linh không? Điều thu hút Thánh Linh đó là đức tin của con người. Khi chúng ta đọc lời Chúa, chỉ đừng có đọc thôi, chúng ta hãy tin lời đó, dám sống vì lời đó, dám thực hành vì lời đó, dám nói ra lời đó, dám ứng dụng lời đó trong công việc của mình. Đó là anh chị em thu hút Đức Thánh Linh và làm cho Thánh Linh đầy dậy lòng anh. Chúa bảo hãy tha thứ người bên cạnh, dù anh em đúng hay sai, hãy tha thứ. Tha thứ 490 lần trong một ngày cũng phải tha thứ. Anh chị em dám làm điều đó không? Khi anh em dám làm điều đó, Đức Thánh Linh đến và đầy dậy lòng chúng ta, khiến lòng chúng ta tràn ngập tình yêu thương. Còn nếu chúng ta không dám làm điều đó, lòng anh chị em vẫn cay đắng, vẫn nặng nề, vẫn đầy dậy những cái bức xúc, và cuối cùng chúng ta sợ lời nói của mình thiếu thẩm quyền, thiếu năng lực. Amen. Cho nên tôi nghĩ không có cái gì quý mà đó là dám tin, đọc lời Chúa và dám tin. Anh chị em hãy đọc lời Chúa và tin, đừng sợ, đừng lo lắng, đừng có bất an về hoàn cảnh của mình, hãy cứ tin lời Ngài. Tôi khích lệ anh chị em đọc ý thật, nhưng mà tin nhiều lắm, không cần đọc gì, đọc ý thật. Một ngày đọc vài câu thôi, nhưng mà tin còn hơn đọc cả quyển sách mà chẳng tin câu nào. Tôi nói thiệt anh em, anh chị em nào thuộc lòng cả Kinh Thánh mà chẳng tin câu nào thì cũng như không. Đọc ít thôi, nhưng hãy tin và thực hành, hãy dám sống. Chúa bảo tha thứ, hãy tha thứ. Chúa bảo đừng lo lắng, hãy đừng lo lắng, cứ nở nụ cười hát cho tôi. Thế là nàng đề biến hết, ma quỷ bỏ chạy. Chúa bảo rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Người nào tin thì mọi sự đều được cả. Con có tin lời đã chạy, dám tin không? Nếu mình dám tin, đời sống mình sẽ khác. Khi bệnh tật đứng tấn công mình thế, đừng nằm đó mà rên, đừng nằm đó mà kêu, đừng nằm đó mà than. Nhưng hãy sao ạ? Nằm đó và
cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Năm đó và rêu lệnh cho bệnh tật phải rơi khỏi đời sống của mình, rêu lệnh cho ma quỷ bằng tay của sống xa của nó phải rút khỏi đời sống sức khỏe của mình. Anh chị em sẽ xem quyền năng sẽ đến. Người cầu nguyện là người dẫn tiền, anh tin mới cầu nguyện. Cho nên tôi khích lệ anh chị em này, lời Chúa không không khiến cho đời sống chúng ta có năng lực và thẩm quyền, nhưng đòi hỏi chúng ta có thêm sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Cho nên lời Chúa và đời sống cầu nguyện khiến cho chúng ta dẹp tan tất cả những mây đen u ám trên cuộc đời mình, để trở thành truyền đạo, mục sư, giáo sư, tiên tri, người được tái sanh. Không chỉ cần lời Chúa đâu, mà cần Thánh Linh. Lời Chúa khiến cho tâm trí chúng ta được đổi mới, nhưng Thánh Linh thì làm cho con người bề trong chúng ta mạnh mẽ. Mạnh mẽ là nhờ Đức Thánh Linh. Anh chàng biết khi nhân đọc lời Chúa và có Đức Thánh Linh thì Thánh Linh làm gì không? Thánh Linh dùng lời đó, dùng lời đó để tạo bên trong anh chị em một con người thánh mạnh mẽ, một con người có phẩm chất đạo đức như Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao chúng ta cần lời Chúa. Đức Thánh Linh cần lời Chúa để biến chúng ta trở thành người giống Chúa Giêsu. Cho nên trong Giăng chương 15 có nói rằng nếu các ngươi ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi thì các ngươi cầu xin bất cứ điều gì được điều đó. Thế nào là lời Chúa ở trong chúng ta? Lời Chúa ở trong chúng ta là khi cái bản chất chúng ta giống như lời Chúa, tức là chúng ta được biến đổi giống như lời Chúa. Đó là khi lời Chúa ở trong chúng ta. Lời Chúa đừng ở trong đầu, nhưng lời Chúa phải trở thành bản chất của chúng ta. Chúa bảo chúng ta sống yêu thương tha thứ, chúng ta trở thành một người như thế. Chúa bảo chúng ta sống mềm mại, nhẹ nhàng, khiêm nhường, xem người khác như tôn trọng hơn mình, chúng ta trở thành người như thế. Chúa bảo chúng ta trở thành người chân thật, người thật thà, chúng ta trở thành người như vậy. Đó là quá trình biến đổi bởi lời Ngài. Anh chị em ơi, khi Đức Thánh Linh dùng lời của Ngài biến đổi như vậy, anh chị em từng bước sẽ có thẩm quyền và năng lực. Lời nói cho em không phải tầm thường, lời nói cho em không phải là vô nghĩa nữa, mà lời nói cho em tạo ra một sự đột phá trong thế giới tôi. Anh chị em bảo bệnh này phải lành, tự nhiên nó lành. Anh chị em bảo nan đề này phải chấm dứt, tự nhiên nó chấm dứt. Tôi khích lại anh chị em, đừng đọc lời Chúa không, mà đọc lời Chúa để tin và sống theo. Anh chị em thu hút Thánh Linh, thu hút sự chú ý của Đức Thánh Linh. Đọc ít thôi nhưng mà tin nhiều hơn. Không chứ, đọc ít thôi nhưng mà tin nhiều hơn. Tin thật nhiều mà đọc một lần anh biết. Cho nên hôm nọ tôi có viết một cái câu đó. Tôi nói cái sự đọc lời Chúa hiệu quả nhất là suy ngẫm và học thuộc luôn. Anh em học thuộc luôn, một vài câu ngắn gọn anh em học thuộc. Mỗi ngày học một câu, thuộc lòng luôn và bắt đầu thực hành, sống với nó, suy ngẫm về nó, bước đi với nó. Tôi đảm bảo anh chị em, năng lực và thẩm quyền trong danh Giêsu sẽ trở nên thực tế trong đời sống. Nó không còn là lý thuyết. Ngày hôm nay á, danh Chúa Giêsu lý thuyết quá nhiều. Ở quá nhiều cuộc đời, quá nhiều hội thánh, quá nhiều hội nhóm, danh Chúa Giêsu chỉ ngưng lại ở mức lý thuyết. Lý thuyết có nghĩa là trong sách vở thôi, không thấy thực hành trong đời thật, không thấy thực hành. Nhưng tôi khích lại tất cả anh em mình, đừng như thế. Anh em sẽ thấy danh Chúa Giêsu thực hành trong công việc, trong đời sống, trong gia đình, trên con cái, trên sức khỏe, trên tất cả mọi điều nào mà Satan đem đến để gây áp lực trên đời sống trẻ. Cho nên anh chị em ơi, thẩm quyền và năng lực chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta liên tục giữ mối liên hệ với Chúa Giêsu. Liên tục, anh chị em mà bước ra ngoài mối liên hệ đó thì thẩm quyền và năng lực anh chị em mất tác dụng. Cho nên phần thưởng của mối quan hệ với Chúa chính là quyền năng. Biết Chúa là biết quyền năng của Chúa. Đó là người biết Chúa. Chúng ta không thể nói mình biết Chúa mà hoàn toàn trống rỗng với quyền năng của Ngài. Chúng ta không thể nói mình biết Chúa một cách rõ ràng mà lời nói, hành vi, lối sống của mình hoàn toàn không thể hiện được thẩm quyền và năng lực trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta biết chỉ là biết những sự kiện thôi. Việc mà chúng ta biết những sự kiện, ví dụ như Chúa sinh năm nào, Chúa chết bởi giờ nào,
sau mấy ngày Chúa sống lại. Ông David là ông nào? Solomon là ai? Con ai? Tất cả những sự kiện đó không khiến cho mối quan hệ chúng ta với Chúa được cải thiện. Nhưng đức tin của chúng ta trong lời của Ngài cải thiện mối quan hệ với Chúa. Anh chàng càng tin và càng thực hành lời Chúa, mối quan hệ của anh chàng với Chúa càng thân thiện. Hebrews chương 11 câu 6 chép: chỉ có đức tin mới làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi khích lệ anh chàng hãy dám sống và dám tin. Một điều nữa về thẩm quyền và năng lực là chúng ta cần phải biết, đó là thẩm quyền và năng lực của Chúa có cái tính lụy tiên. Là gì? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ toàn bộ thẩm quyền và năng lực, nhưng Ngài phân phối xuống. Ngài phân phối cho thiên sứ của Ngài, Ngài phân phối cho những đầy tớ của Ngài, Ngài phân phối xuống. Càng xuống nhiều cấp bên dưới thì thẩm quyền càng được chia nhỏ. Đó là lý do tại sao ở trong hội thánh của Chúa có người ở chức vụ này, có người ở chức vụ kia. Và ở trong thiên sứ của Ngài cũng có thiên sứ trưởng và các thiên sứ thực thi mệnh lệnh. Đây là cách mà Đức Chúa Trời điều hành và chia nhỏ thẩm quyền và năng lực của Ngài. Chúng ta biết Satan là Lucifer cũng đã từng là một thiên sứ trưởng đẹp đẽ đầy năng lực mà Chúa ban cho, và hiện nay Chúa không lấy lại năng lực đó, chưa lấy lại, cho nên nó vẫn có thể làm một số điều mà chúng ta thấy. Để trả lời cho câu hỏi hồi sáng tôi nói, Satan cũng có năng lực đó đâu nha, năng lực đó đã từng được Đức Chúa Trời ban cho, và Kinh Thánh chép rằng ơn của Chúa đã ban cho thì không đổi lại bao giờ. Mặc dù Satan đã phản nghịch, nhưng nó vẫn có thể làm được một số việc trong năng lực. Anh chị em đọc sách Gióp sẽ thấy, nó đến nó nói với Đức Chúa Trời, nó kiềm cao Gióp và Đức Chúa Trời cho phép nó, và nó đã làm. Mọi sự xảy ra trên đời này đều dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời. Có những sự việc Chúa tham gia, có những sự việc Chúa không tham gia, nhưng phải dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa của câu nói là tất cả năng lực đều thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời có phán một lần, David nghe hai lần, rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên chị hiểu được điều đó thì chúng ta cũng hiểu được cái cơ cấu tổ chức của Đức Chúa Trời về vấn đề thẩm quyền và năng lực. Anh chị em đọc câu chuyện của ông thầy đòi chưa? Ông thầy đòi đọc rồi đúng không? Chúa Giêsu định chữa lành cho đầy tớ của ông. Ông nói thôi, Chúa đừng có đến nhà tôi không xứng. Chúa chỉ đứng đây phán một lời là đầy tớ tôi lành liền. Tôi biết được điều đó bởi vì tôi cũng có cái năng lực. Dưới tôi cũng có người để tôi sai. Trên tôi cũng có người trên tôi. Tôi bảo thằng này tới này đi thì nó đi, bảo nó làm điều này thì nó làm. Cho nên tôi cũng hiểu rồi, Chúa làm được điều đó, Chúa cũng có người ở phía dưới. Và ông đã biết được cái cây năng lực của Đức Chúa Trời. Ông hiểu được điều đó, và Chúa đã khen ông: cả Israel ta chưa tìm thấy một người nào có đức tin lạ như người này. Và khi Chúa phán một lời, đầy tớ người đó được. Khi chúng ta hiểu được cái cơ cấu năng lực và thẩm quyền của Đức Chúa Trời thì chúng ta sao? Sống trong sự thuận phục. Sống trong sự thuận phục. Người càng thuận phục là người càng có thẩm quyền. Càng thuận phục ở dưới tay quyền phép của Chúa thì Chúa càng nhấc người trở lên. Cho nên thưa chị em, chúng ta bước đi mỗi ngày để dùng danh của Chúa Giêsu làm điều nọ điều kia. Chúng ta phải biết rõ và nắm rất rõ mình đang làm dưới thẩm quyền của ai. Chúng ta đang ở dưới thẩm quyền của Chúa Giêsu. Chúng ta ở dưới thẩm quyền của hội thánh Chúa trên đất này. Chúng ta cũng có một vài cái quyền mà Chúa Giêsu dạy chúng ta phải thuận phục. Đó là quyền của các chính thể đời này. Chúng ta phải thuận phục. Tôi tin rằng không có một đầy tớ Chúa nào mà thành công khi chống lại cái quyền hành chính thể mà Đức Chúa Trời lập trên đất. Chúng ta phải hiểu điều đó. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời đặt những quyền đó để làm gì? Để mọi sự ở trong trật tự quản lý của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần phải biết đọc kỹ Kinh Thánh và trong hội thánh cũng vậy. Trong hội thánh cũng vậy. Anh chị em dở ra trong Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 3, anh chị em sẽ thấy. Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 3.
nhất chương 11 câu 3 Kinh Thánh chép như thế này: Do vậy tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người. Amen. Người đàn ông là đầu đàn bà và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Đây là thẩm quyền phân cấp. Trong hội thánh, Chúa Giêsu là đầu. Sau đó Chúa nói đàn ông là đầu của đàn bà và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Câu này có nghĩa gì? Câu này có nghĩa là sứ đồ Phao-lô muốn hội thánh biết cái trật tự mà Đức Chúa Trời lập trong hội thánh. Nghĩa là trong hội thánh Chúa có những cái trật tự của Ngài. Chúa đặt những cái trật tự đó để khiến cho hội thánh được lớn mạnh, hội thánh có cái uy quyền, có cái năng lực trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời mà không có một sự sao động. Anh chị em thấy trong hội thánh mà có sự chia rẽ, trong hội thánh nào mà có sự tranh giành quyền lực, trong hội thánh nào mà có cái sự là tôi lớn hơn anh nhỏ hơn tôi, thì hội thánh đó không chống thì chạy cũng đàn anh. Cho nên hỏi anh chị em, tất cả chúng ta nếu ngày hôm nay mình ao ước được bước đi trong thẩm quyền và năng lực, thì mỗi một chúng ta phải biết rằng Chúa là đầu. Và vì kính sợ Chúa mà chúng ta sao nhé? Vâng phục lẫn nhau. Vì kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau. Vì kính sợ Chúa mà chúng ta tôn trọng chức vụ của nhau. Vì kính sợ Chúa mà chúng ta tôn trọng vị trí của nhau. Vì kính sợ Chúa mà chúng ta tôn trọng những công việc mà anh em làm trong hội thánh lẫn nhau. Khi chúng ta sống như vậy, thẩm quyền và năng lực của anh chị em sẽ bắt đầu thể lời nói của anh chị em có uy quyền. Những lời cầu nguyện của anh chị em đầy dậy Đức Thánh Linh. Những mãn lệnh của anh chị em đưa ra được thiên sứ thực thi ngay lập tức trong danh của Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta học về thẩm quyền và năng lực, chúng ta phải biết lại như sau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời bởi danh Chúa Giêsu ban cho tất cả anh em mình có quyền sử dụng danh trên muôn dân. Anh chị em có danh Chúa Giêsu, anh chị em kêu danh Chúa Giêsu thì nan đề phải biến đi, bệnh tật phải được chữa lành, ma quỷ phải bỏ chạy. Tất cả điều đó đã được ban cho. Anh em hãy nhớ điều đó, mến anh chị em tin Chúa là được. Anh em được tái sanh là được. Anh em có cái thẩm quyền đó. Anh em nhớ Mác chương 16 không? Các bạn, ai tin ta sẽ sao ạ? Lấy dân ta mà trừ bỏ. Ai tin, Chúa không nói một siêu truyền đạo gì ở đây hết. Chúa nói ai tin Ngài, lấy dân Ngài mà trừ bỏ. Anh chị em có thẩm quyền. Nhưng hãy nhớ lời tôi nói hôm nay này. Lời Chúa không chưa đủ. Anh em học thuộc Kinh Thánh chưa đủ. Anh em cần Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh với lời của Chúa tạo nên phép lạ trong danh Chúa Giêsu. Hãy nhớ điều đó nha anh chị, nhớ điều đó. Thì đời sống anh chị em được xây dựng ngày càng có năng lực hơn. Làm sao để anh chị em thu hút Đức Thánh Linh? Khi anh chị em đọc lời Chúa làm sao thu hút? Tôi nói với anh chị em hãy tin. Đọc và tin, đọc và hãy nói chuyện với Kinh Thánh. Đừng đọc hết, đọc và hãy nói chuyện với Kinh Thánh. Lạy Chúa con tin lời này. Lạy Chúa con tin rằng con đặt tay lên người bệnh được lành. Lạy Chúa con tin rằng khi con truyền lệnh thì ma quỷ phải tập thi mạng lệnh. Lạy Chúa con tin rằng con nói cho công việc của con nó phải chấm dứt những nan đề là nó phải chấm dứt. Anh chị em hãy nhớ đi, dù gián tiếp hay trực tiếp, đằng sau của mọi nan đề anh em là Satan đứng đằng sau. Satan đứng đằng sau. Chúa không tạo ra nan đề. Chúa không dùng nan đề thử con cái của Ngài. Tất cả những nan đề anh chị em có là tác giả Satan làm ra. Hãy dùng danh Giêsu chống lại nó. Hãy dùng danh Giêsu với thẩm quyền chống lại nó. Nhưng hãy nhớ, lời Chúa không chưa đủ. Phải sống một đời sống đầy dậy Thánh Linh. Đầy dậy Thánh Linh có nghĩa là tin và làm theo lời Chúa. Tin và làm theo lời Chúa. Đọc Kinh Thánh ít thôi nhưng mà tin nhiều vậy. Đọc và tin, đọc thuộc lòng và tin và thực hành. Anh chị em sẽ bắt đầu đầy dậy Thánh Linh. Chúa nói sao làm lại như con nít vậy. Anh chị em sẽ bắt đầu thấy được rằng đời sống mình biến đổi. Công việc khó khăn anh chị em phát ra một lệnh bảo tôi phải im lặng. Gia đình anh chị em khó khăn phát ra một mệnh lệnh bảo phải im lặng. Anh chị em có đủ năng lực để
để tha thứ, đủ năng lực để yêu thương, đủ năng lực để làm êm tất cả mọi năng để xung quanh đời sống của mình. Anh em đủ năng lực. Vì sao đủ? Anh em có thẩm quyền và năng lực trong danh Chúa Giêsu. Anh em được ủy thác cho sử dụng danh đó một cách miễn phí. Nhưng hãy nhớ lời tôi nói, lời Chúa không chưa được, phải đem dạy Đức Thánh Linh. Cuối cùng, điều thứ ba mà tôi muốn truyền đạt đến cho anh em là gì? Thẩm quyền và năng lực chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta liên tục ở trong mối quan hệ của Chúa Giêsu, liên tục kết nối với Ngài, liên tục kết nối với Ngài, thờ phượng Ngài, sống với Ngài, nói ra lời Ngài, làm chứng về danh Ngài, tôn hô danh Ngài, ở trong lời Ngài, đi lại trong Ngài, đứng đi trong Ngài, ngủ nghỉ trong Ngài, tất cả những công tác nào mình làm hãy liên hệ với Chúa Giêsu. Trong cái mối quan hệ đó, thẩm quyền và năng lực của anh em gia tăng. Và hãy nhớ là Chúa là đầu, Chúa là đầu của hội thánh, Chúa là đầu của gia đình, Chúa là đầu của tất cả mọi chức vụ, mọi mục vụ, mọi tất cả những việc gì chúng ta làm. Và hãy nhớ một điều là vì kính sợ Chúa mà chúng ta vâng phục lẫn nhau. Khi chúng ta sống với cái tâm trạng đó, thưa anh chị em, đời sống chúng ta bắt đầu được gia tăng. Chúa sẽ gia tăng. Gia tăng cái gì? Gia tăng cái cách để chúng ta sử dụng danh Ngài, gia tăng cái quyền hạn để chúng ta sử dụng danh Ngài. Anh chị em không còn là người tầm thường, nhưng anh chị em là người chữa lành đủ quỷ cho người khác. Anh chị em là người giúp đỡ trong nan đề người khác. Anh chị em là người cầu nguyện và cửa trời phải mở ra. Anh chị em là người nói một lời sự hiện diện của Chúa ngập tràn. Cho nên phần thưởng của mối quan hệ với Chúa đó là năng quyền. Phần thưởng của một người có mối quan hệ khăng khít với Chúa đó là năng quyền. Biết năng quyền là biết Chúa, tôn vinh Chúa là ca ngợi quyền năng của Ngài. Cho nên thưa anh chị em, buổi sáng này tôi muốn dùng những lời này để khích lại đời sống anh chị em mình. Đừng sống một đời sống tầm thường, nhưng hãy sống một đời sống phi thường vì danh Chúa Giêsu. Dành amen với điều đó. Vì anh chị em được ban cho rồi, cho nên bây giờ anh chị em ơi, mình phải cầu nguyện thôi. Tôi tin rằng nhờ lời cầu nguyện này mà đời sống của chúng ta được gia tăng. Mình cầu nguyện làm sao? Lạy Chúa, là Đức Thánh Linh khiêm nhường, hãy tha thứ cho con sự kiêu ngạo, hãy khiến cho lòng con khiêm nhường giống như Ngài. Anh em hãy cầu nguyện như vậy. Lạy Chúa Thánh Linh, là đấng tràn đầy tình yêu, hãy tha thứ cho con những cái sự ganh ghét, hận thù. Nên hãy cầu nguyện điều đó đi ạ. Hãy cầu nguyện trong lòng mình điều đó. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh là đấng mềm mại khiêm nhường. Đức Thánh Linh là đấng ngày hôm nay ở đây. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy, Chúa Thánh Linh sẽ đến. Lạy Chúa Thánh Linh, hãy chạm lòng con, hãy đến rồi chạm trái tim con, hãy làm đầy tấm lòng con đức tin. Vì Ngài là Thánh Linh của Đức Tin, hãy tha thứ cho sự nghi ngờ, sự vô cảm của con đối với lời Ngài. Anh em hãy cầu nguyện điều đó đi ạ. Hãy cầu nguyện đi ạ, hãy cầu nguyện đi ạ. Tôi tin rằng Chúa Thánh Linh đang ở đây. 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 Ô lạy Chúa của tình yêu thương, hãy tha thứ cho những sự vô cảm của con, hãy khiến cho con tràn ngập tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Ô lạy Chúa Thánh Linh, là đấng khiêm nhường, hãy tha thứ cho sự kiêu ngạo của con, hãy tha thứ cho sự lên mình của con, nhưng hãy khiến con trở nên khiêm nhường và tôn trọng người khác, coi người khác hơn mình. Hãy cầu nguyện nè. Tôi tin rằng khi mình cầu nguyện thì những phẩm hạnh đó sẽ đến vào trái tim của mình, và lòng mình bắt đầu được biến đổi, 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 được biến đổi. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ô Cha yêu quý của chúng con, hãy hiện diện giữa hội thánh của Ngài. 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 Con cầu nguyện Chúa Thánh Linh yêu quý ơi, hãy làm đầy dạy hội thánh của Ngài những thẩm quyền và năng lực trong trên của Chúa Giêsu. Chúa ơi, để hội thánh nhà muôn dân này bước tới một cách mạnh mẽ, bước tới một cách biến đổi xã hội này, bước tới một cách để lật đổ tất cả những ngôi nước của Satan lọt đầu xuống. Ô để cho nước vinh quốc của Ngài được trở dậy, mở rộng và làm thành những điều lớn lao trên đất này, để quyền năng của Ngài được ngợi khen. Lạy Chúa, con cầu nguyện ngày hôm nay. Cha ơi,
hãy chạm đến anh em con, hãy chạm đến anh em con, hãy chạm đến anh em con. Con cầu nguyện xin Chúa chạm đến anh em con, xin Chúa chạm đến lòng anh em con giờ này, xin Chúa chạm đến lòng anh em con giờ này, xin Chúa chạm đến lòng anh em con giờ này, xin Chúa Thánh Linh chạm đến lòng anh em con giờ này. Trong danh của Giêsu quyền năng, tất cả những anh em con ngồi đây đều là những tài sản quý giá của vương quốc này. Tất cả anh em con ngồi đây đều là những tài sản vô giá mà Ngài đã chuộc, đã mua từ thế gian này. Lạy Chúa hôm nay, hãy biến anh em con trở thành những tinh vang bình bạc trong tay của Ngài, những chiếc binh có thể tuôn chảy thẩm quyền và năng lực trong danh của Chúa Giêsu. Ôi, con cầu nguyện để lời nói anh em con có năng lực, con cầu nguyện để những công việc của anh em con có năng lực, con cầu nguyện để những hành vi của anh em con có năng lực, con cầu nguyện để con người của anh em con có tất cả những thẩm quyền trong danh của Chúa Giêsu. Anh em con là người có sự nhận biết trong thế giới lên này. Ma quỷ phải biết anh em con là ai, ma quỷ phải biết hội thánh này là ai, ma quỷ phải biết bởi vì danh của Chúa Giêsu ở trên chúng con. Hallelujah. Ôi cha, con cầu nguyện điều đó. Ôi, hãy xảy ra trong hội thánh Ngài, 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 hãy xảy ra trong hội thánh Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục cầu nguyện lên trên. Tôi muốn chính buổi ngày hôm nay anh chị mình cầu nguyện, cầu nguyện để cha tiếp nhận được những cái điều mà Chúa muốn truyền đạt cho anh chị hôm nay. Đó là Chúa đã ban cho anh chị thẩm quyền trong danh của Chúa Giêsu để chữa lành, để đuổi quỷ, để giúp đỡ và để làm cho người khác nhận biết phước đức của Đức Chúa Trời. Chúa đã ban cho anh chị, hãy tin và thực hành, không phải là lý thuyết, nhưng đó là thực hành thực tế. Thực tế phải xảy ra trong đời sống anh chị. Lời nói anh chị phải có năng lực, lời nói anh chị phải có quyền năng, lời nói anh chị có thẩm quyền, lời nói của anh chị luôn được phép lạ, bởi vì Thánh Linh đầy dạy trên đời sống anh chị. Hãy đổ đầy Thánh Linh, hãy đầy dạy 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 nữa đi, nữa đi, công chức của Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cầu nguyện đến cha, hết lòng cầu nguyện cho anh chị. Hãy nói với Chúa rằng con khao khát, con khao khát bước đi, con khao khát sử dụng danh Ngài, con khao khát ứng dụng danh Ngài, con khao khát ứng dụng danh Ngài để đem lại sự chữa lành, sự giải cứu, sự cứu rỗi, sự chúc phúc cho người khác. Ôi, hãy khao khát điều đó anh chị, hãy khao khát điều đó anh chị, hãy khao khát để biết đổi thế giới này bằng điều đó anh chị. Danh của Chúa Giêsu có điều, có năng lực để làm nên điều đó. Danh của Chúa Giêsu có năng lực để làm nên điều đó. Danh đó ở trên anh chị, danh đó trên mọi người anh chị, danh đó trong tấm lòng và cuộc sống anh chị, danh đó trong gia đình của anh chị, danh đó trong công việc của anh chị. Hãy sử dụng nào trong danh Giêsu quyền năng. Anh chị hãy cầu nguyện tiếp tục, hãy khát khao, 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 hãy khát khao. Oh, hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, hãy chạm đến hội thánh này, 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 hãy chạm đến hội thánh này, hãy chạm đến hội thánh này, hãy chạm đến từng tấm lòng hôm nay, hãy chạm đến hội thánh này. Ôi, cha yêu quý của chúng con, hallelujah, 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 oh hallelujah. Hãy chạm đến hội thánh Ngài. Cha, chúng con đang cầu nguyện với Ngài. Chúa đã sai 12 sứ đồ thể nào, hãy sai chúng con thể, hãy sai mỗi một đời sống anh em con thể. Ngài ban cho quyền năng phép bắt để trị quỷ và chữa bệnh. Ngài ban cho quyền năng phép bắt để chúng con sống chiến thắng trong thế gian này. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Anh em hãy nghe tôi nói này. Bất kể một nan đề nào trong đời sống anh chị em, đằng sau đó là ma quỷ. Bất kể, hãy biết điều đó. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, đừng đổ thừa cho người này, đừng đổ thừa cho người kia. Kẻ phải chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh anh chị em là Satan. Tên của nó là Lucifer. Anh em hãy chỉ đích danh nó bằng một gọi nào. Nó có thể dùng bất cứ điều gì để kết nối đời sống anh chị em với nó. Nó có thể dùng bệnh tật để kết nối anh chị em với nó. Nó có thể dùng những sự sợ hãi để kết nối anh chị em với nó. Nó
có thể dùng sự cay đắng để kết nối chèn với nó. Nó có thể dùng sự đổ vỡ hôn nhân để kết nối chèn với nó. Nó có thể dùng sự thất bại trong công việc để kết nối chèn với nó. Nó có thể dùng sự thiếu thốn tài chính để kết nối chèn với nó. Ngày hôm nay tôi muốn anh chị em hãy chặt đứt những sợi dây đó. Chặt đứt những sợi dây đó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em hãy dùng quyền năng trong danh Giêsu chặt đứt đi. Chặt đứt, chặt đứt, chặt đứt, chặt đứt, chặt đứt, chặt đứt. Dùng đó là nhân đề gì? Hãy chặt đứt. Không còn cơ hội nào đâu. Chỉ trong hội thánh anh chị em mới có thẩm quyền để chặt đứt nó. Chỉ có danh Chúa Giêsu anh chị em mới chặt đứt nó. Oh, hallelujah! Hãy chặt đứt nó. Trong danh Giêsu hãy truyền lệnh cho nó rời đi. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Trong danh Giêsu quyền năng còn bẻ cái bệnh, lực nghèo đó, bẻ cái bệnh, lực giới hạn, bẻ cái bệnh, lực đổ vỡ hôn nhân, bẻ cái bệnh, lực bệnh tật, bẻ cái bệnh, lực thiếu thốn lo, bẻ cái bệnh, lực đổ vỡ cám dỗ thế gian này, bẻ cái bệnh trong danh Giêsu rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Sa lầm trong danh Giêsu rời đi, trong danh Giêsu rời đi, danh Chúa Giêsu rời đi. Hallelujah! Hãy cầu nguyện đi nha. Hãy cắn đứt nó, 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 cắn đứt nó. Oh, cắt kết nối với nó, cắt kết nối với nó. Bất cứ sự gì khiến cho anh em đau đớn, bất cứ điều gì khiến cho anh em buồn khổ lo lắng, bất cứ điều gì khiến cho đời sống chất lượng tinh thần của anh em đi xuống, nát giả là sao đâu? Hãy chỉ thẳng vào mặt nó, hãy nói thẳng vào mặt nó. Hãy nói rằng Satan bây là tác giả của mọi nơi này. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cắt đứt đi, rời đi. Nó phải rời đi. Nó là tác giả. Nó phải chịu trách nhiệm. Nó phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi đau đớn của chị. Nó phải chịu trách nhiệm cho mọi mất mát của chị. Nó phải chịu trách nhiệm trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, cầu nguyện. Trong danh Giêsu hôm nay hội thánh phải được tự do. Hội thánh phải được tự do. Bất cứ điều gì Satan mày cản trở sự phát triển của hội thánh, tao bẻ gãy nó trong danh Giêsu. Mày phải rơi khỏi nơi của ta, rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, dù đó là sự giới hạn, dù đó là bệnh tật, dù đó là đau yếu, dù đó là chiên, dù đó là thờ, dù đó là không sống sanh, dù đó là không nóng cháy, dù đó là hầm hầm, mày Satan phải rời đi. Quỷ của mày phải rời đi trong danh Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tiếp tục đi nha. Tiếp tục đi. Công việc của anh em là phải yên giấc và sung mãn. Gia đình của anh em phải tràn đầy niềm vui. Sức khỏe của anh em phải sung túc và như là tuổi đang đầy. Không có một bệnh tật nào trong hội thánh của Chúa. Không có một nghèo đói nào trong hội thánh của Chúa. Không có một sự đổ vỡ nào trong hội thánh của Chúa. Hallelujah. Satan bay phải chịu trách nhiệm. Satan bay phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi điều xấu xa mà mày đang làm trên con cái của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay trong danh Giêsu tôi kêu lên mày phải rời đi. Hallelujah. 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 Cảm ơn nhờ. Anh chị em đừng có buồn đâu nữa. Tôi biết có nhiều anh chị em ở đây sống một đời sống không có vui thỏa, vẫn có những áp lực, vẫn có những sự lo âu, vẫn có những sự đè nén, dù trong tinh thần hay dù trong thân thể. Nhưng tôi muốn nói với anh chị em cả ngày hôm nay, đừng buồn đâu nữa. Anh chị em có thẩm quyền trên sân anh. Anh chị em có thẩm quyền để dây đạp nó dưới chân. Đừng buồn rầu nữa, đừng lo lắng nữa, hãy vui mừng lên. Bởi vì Chúa đã cứu chuộc anh em, đang đứng trước cửa và đấng trong anh em lớn hơn kẻ trong thế giới này. Anh em thắng thôi nó mà, đừng lo. Cho nên thưa anh em ơi, khi năng đời đến, khi khó khăn đến, khi những điều không hài lòng đến, đừng ấp ủ và sống với nó. Hãy chống trả nó trong danh của Chúa Giêsu. Nó không được ở trong lòng anh em dù một giây đồng hồ, không được ở trong lòng anh em. Hallelujah. Anh em biết không, đó là sức mạnh của hội thánh đấy. Hội thánh là phải hội của những người lúc nào cũng bỏ tay ca ngợi Đức Chúa Trời. Khi hội thánh như vậy thì hội thánh đó biến đổi thế gian này. Hội thánh đó đóng cửa địa ngục. Hội thánh đó lấp nhau địa ngục, ốt mặt nó xuống đất này.
Satan không ưa những hội thánh như vậy, nhưng Đức Chúa Trời rất thích những hội thánh như thế. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.